Chào các bạn, ở trên iOS 14 beta mới được Apple ra mắt vào đêm qua có một cái tính năng mới, nó là nó cho phép các bạn để chạm hai lần hay là chạm ba lần ở mặt lưng để thực hiện một vài câu lệnh hoặc vài cái tác vụ. Ví dụ như mình đang đặt là mình chạm hai lần thì cái mình nó sẽ tắt, hay là mình chạm ba lần thì nó sẽ hiển thị cái khu điều khiển thay vì mình phải dùng cái ngón tay mình kéo từ trên xuống, hay là mình dùng ngón tay mình chạm vào nút nguồn. Để bật cái tính năng này, các bạn sẽ vào cài đặt, sau đó các bạn vào trợ năng và cái phần cảm ứng này, kéo xuống dưới cùng các bạn sẽ thấy một cái phần đó là chạm vào mặt sau. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn lựa chọn những cái lệnh cho việc chạm hai lần hay là chạm ba lần. Ví dụ như mình đang chạm hai lần để khóa màn hình. Ngoài ra nó còn rất nhiều những cái tác vụ mà các bạn thấy đây, ví dụ như là chụp ảnh màn hình này, rồi giảm âm lượng về màn hình chính, hay là kích hoạt Siri, hay là tăng âm lượng, hoặc thậm chí các bạn có thể bật cái nút hồng bảo bằng cái việc mà chạm hai tay như này, hoặc là bật kính lúp đọc màn hình, vân vân, rất là nhiều. Thậm chí là những cái shortcut mình cũng có thể là kích hoạt nó thông qua việc chạm hai lần ở mặt lưng. Thì bây giờ từ cái màn hình chính này mình chỉ việc chạm hai lần mặt lưng thì các bạn thấy là cái màn hình iPhone mình đã về màn hình khóa, hay như mình chạm ba lần đó thì các bạn thấy là cái iPhone của mình nó sẽ hiện lên cái chung cái khu điều khiển mà mình không phải dùng ngón tay mình vuốt từ phía cạnh trên phải xuống nữa. Thì cái tính năng này mình thấy là rất là tiện dành cho những cái máy to, ví dụ như là XS Max hay là 11 Pro Max chẳng hạn. Cái việc mà chúng ta dùng cái tay chúng ta với lên cái nút nguồn, hay là dùng cái ngón tay chúng ta với cái hẳn phía trên màn hình để kéo xuống, nó rất là khó khăn và chúng ta phải dùng đến hai tay. Nhưng mà với cái việc mà chạm vào mặt lưng này thì mình chỉ cần dùng một tay mình làm được. Do là nó dùng cái cảm biến ở bên trong iPhone, cho nên là bất kể là cái iPhone của bạn có dán da hay là dùng ốp thì cái việc chạm hai lần hay là chạm ba lần nó vẫn nhận lệnh được. Mình có thử mình chạm vào cái phần khung viền hai bên thì nó không nhận, tức là nó chỉ nhận việc là chạm mặt lưng mà thôi. Một tính năng nhỏ nhưng mà mình thấy rất là hay dành cho người dùng iPhone. Cảm ơn các bạn.